Phương Thủy xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay ngày 2 tháng 3 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, Mỹ đã triển khai tiêm chủng thần tốc hơn 72 triệu liều vaccine. Vương quốc Anh phát hiện 6 người đầu tiên nhiễm biến chủng nguy hiểm từ Brazil. Trong khi đó, Thái Lan và Campuchia phát hiện virus corona ở loài rơi có liên quan đến SARS-CoV-2. Tại Việt Nam, các ca mắc mới đã giảm rõ rệt, tâm dịch Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được khống chế. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, Hải Dương cũng có thể xuất hiện ca COVID-19 không rõ nguồn lây. Vụ ca bệnh ở Bạc Liêu không dương tính với COVID-19, Bạc Liêu họp rút kinh nghiệm. Tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 3, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 114,7 triệu ca. Trong đó, số ca chữa khỏi là hơn 90,2 triệu ca và số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mức 2,54 triệu ca. Theo đó, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 29,2 triệu ca mắc, trong đó hơn 525.000 ca đã tử vong. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới với tổng số người nhiễm COVID-19 đã hơn 11,1 triệu ca và hơn 157.000 ca tử vong. Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới với số người nhiễm COVID-19 đã hơn 10,5 triệu ca. Tuy nhiên, số ca tử vong ở quốc gia này đứng thứ hai thế giới với hơn 255.000 ca tử vong. Nga đứng vị trí thứ tư với tổng số người nhiễm COVID-19 là gần 4,25 triệu ca, trong đó hơn 86.000 ca tử vong. Thưa quý vị, Mỹ đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ mới đây cho biết, hơn 72 triệu liều vaccine đã được tiêm trên cả nước tính đến sáng ngày 27 tháng 2. Ngoài ra, 23 triệu liều vaccine khác được phân phối và sẵn sàng để tiêm cho người Mỹ vào đầu tháng 3 này. CDC Mỹ đưa ra các số liệu nói trên sau khi tổng hợp báo cáo từ hai hãng phát triển vaccine Moderna và Pfizer-BioNTech. Cả hai loại này đều yêu cầu tiêm đủ 2 liều cho mỗi cá nhân để tạo được miễn dịch. Mặt khác, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vào cuối tuần qua cho biết đã phê duyệt sử dụng vaccine một liều của hãng Johnson & Johnson đối với các phi công và nhân viên trạm kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, mọi phi công và các nhân sự khác ở sân bay đều phải chờ 48 tiếng sau khi tiêm chủng thì mới được quay trở lại làm việc. Thông báo của Cục Hàng không Liên bang phát đi không lâu sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận lưu hành vaccine Johnson & Johnson vào hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 2. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết những lô vaccine Johnson & Johnson đầu tiên dự kiến được vận chuyển đến các địa phương từ ngày 2 tháng 3. Chính phủ kỳ vọng loại vaccine thứ ba được cấp phép ở Mỹ sẽ giúp các nhóm cộng đồng thiểu số dễ tiếp cận hơn với các chương trình tiêm chủng đại trà và không ai bị bỏ lại phía sau. Reuters dẫn một nguồn quan chức cho biết, cộng đồng người da màu ở Mỹ đang chứng kiến tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn so với các nhóm sắc tộc khác. Trước đó, giới chức cam kết việc phân phối vaccine được thực hiện công bằng, dù không đưa ra số liệu chi tiết. Lịch sử xứ sở cờ hoa từng chứng kiến nhiều bất công và chia rẽ về màu da trong các chương trình y tế, bao gồm việc những người đàn ông da đen từng bị từ chối điều trị bệnh giang mai. Mặt khác, để chống COVID-19, chính phủ Mỹ nhấn mạnh điều quan trọng hiện giờ là bất kỳ ai đủ điều kiện tiêm chủng cần phải chủ động làm việc đó càng sớm càng tốt, bao gồm cả các cộng đồng thiểu số. Vaccine của Johnson & Johnson chỉ yêu cầu tiêm một liều duy nhất, khác với hai loại vaccine còn lại mà đang triển khai ở Mỹ. Hơn nữa, vaccine này cũng chỉ yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường, vì vậy nó góp phần lớn trong các chuyến xe chở vaccine đến những vùng xa xôi của nước Mỹ. Thưa quý vị, đông đảo người dân đã tập trung trước nhà thống đốc Brasilia vào cuối tuần qua để phản đối luật phong tỏa mới được ban hành ở thủ đô của Brazil sau khi số ca nhiễm tăng lên đột biến. Tại thủ đô liên bang Brasilia, nơi sinh sống và làm việc của Tổng thống Brazil, Thống đốc Abinés Rocha, từ ngày 26 tháng 2, ban hành biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm nỗ lực chấm dứt đợt bùng phát dịch nghiêm trọng đang tàn phá hệ thống y tế. Tuy nhiên, đông đảo người dân đã xuống đường biểu tình kêu gọi cho phép họ tiếp tục đến doanh nghiệp làm việc, bất chấp làn sóng phản đối. Brasilia sẽ giữ nguyên lệnh phong tỏa đến ít nhất ngày 15 tháng 3. Người dân được yêu cầu làm việc từ xa và mọi cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa. Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, hiện có hơn 10,5 triệu ca nhiễm và hơn 254.000 người tử vong. Biểu tình lớn cũng đã nổ ra vào cuối tuần ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan nhằm phản đối các biện pháp ngăn ngừa COVID-19. Theo Reuters, cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán đám đông.
Tòa án cấp cao Hà Lan hôm thứ Sáu tuần trước cho biết chính phủ có quyền ban hành lệnh giới nghiêm ban đêm để chống lại đà lây nhiễm virus corona. Phán quyết này phủ nhận tuyên bố trước đó của tòa án cấp dưới. Cụ thể là một tòa án quận ở thành phố The Hague nói rằng chính phủ không thể đưa ra lý do rõ ràng để ban hành biện pháp khẩn cấp. Những mâu thuẫn nói trên đã làm bùng lên làn sóng biểu tình phản đối lệnh phong tỏa ở Hà Lan, vốn âm ỉ suốt hơn một tháng qua. Kể từ tháng 3 tuần trước, số ca nhiễm mới ở Hà Lan đã tăng vọt thêm 20%. Nhiều người dân cũng liên tục vi phạm lệnh phong tỏa khi tập trung ở nơi đông người và không đeo khẩu trang. Vương quốc Anh ngày 28 tháng 2 lần đầu ghi nhận 6 trường hợp mắc biến chủng virus xuất phát từ thành phố Manaus của Brazil. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, giới khoa học nghi ngờ biến thể mới này dễ lây nhiễm hơn và có thể kháng vaccine. Do vậy, việc phát hiện mới đây khiến nhà chức trách Anh đặc biệt lo ngại. Trong số 6 ca nhiễm biến thể B1 từ Brazil, có 3 ca ở Anh và 3 ca ở Scotland. Trong 3 ca nhiễm ở Anh, có một người từng di chuyển đến Brazil. Cơ quan Y tế Công cộng Anh gọi tắt là BHE cho biết nguy cơ lây nhiễm biến thể B1 trong cộng đồng là thấp. Tuy nhiên, để phòng ngừa, giới chức đang tích cực điều tra, truy vết nguồn lây nhiễm, đồng thời xét nghiệm lại tất cả các mẫu dương tính SARS-CoV-2 trong các khu vực có các ca nhiễm biến thể mới, nhằm xác định xem liệu còn ai mắc biến thể B1 hay không. Cụ thể, giới chức Anh đang theo dõi sức khỏe toàn bộ hành khách trên chuyến bay LX318 của hãng hàng không SwissAir đi từ Sao Paulo, Brazil đến London, Anh, quá cảnh ở Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 10 tháng 2. Tất cả người tiếp xúc với những hành khách này cũng phải xét nghiệm COVID-19. Cơ quan BHE cho biết, biến thể B1 từ Brazil có chứa một số đột biến tương tự như biến thể Nam Phi, theo đó làm giảm độ hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, giả thuyết này còn phải được nghiên cứu thêm. Mặt khác, bà Susan Hopkins, giám đốc phụ trách ứng phó COVID-19 của PSE nói rằng kỹ thuật phân tích gen tiên tiến của nước Anh cho phép họ phát hiện sớm được các biến chủng và đột biến so với nhiều quốc gia khác. Hồi năm ngoái, Anh báo cáo về biến thể B.1.1.7 được cho là khởi phát ở gần thủ đô London, khiến số ca nhiễm tăng lên rất nhanh và nhấn chìm đất nước trong đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Hơn 20 triệu người Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, theo Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết vào hôm 28 tháng 2. Ông mô tả cột mốc này là thành công vĩ đại của nước Anh và kêu gọi mọi người chủ động đăng ký tiêm chủng khi đến lượt. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết, tôi vô cùng vui mừng khi giờ đây hơn 20 triệu người đã được tiêm chủng ở Anh. Thật tuyệt vời. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc các nhóm phụ trách chiến dịch tiêm vaccine. Nhưng đặc biệt, tôi cũng muốn cảm ơn bất kỳ ai đã chấp nhận liều tiêm. Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng niềm tin rằng vaccine sẽ bảo vệ mỗi cá nhân, bảo vệ cộng đồng và từ đó dần dần tạo nên sự bảo vệ cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nước Anh kỳ vọng sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, trễ nhất là vào cuối tháng 6, nếu chiến dịch tiêm phòng vẫn diễn ra suôn sẻ ở tốc độ nhanh như hiện tại. Anh hiện có hơn 4 triệu người nhiễm COVID-19, bao gồm ít nhất 120.000 người tử vong. Chính phủ Pháp và Đức đang tiếp tục thảo luận về hạn chế di chuyển qua đường biên giới hai nước. Đó là do Berlin ngày càng tỏ ra lo ngại về số lượng ca nhiễm mới tăng mạnh ở tỉnh biên giới Mosley của Pháp. Tỉnh Mosley giáp biên với Đức và Luxembourg đang chứng kiến đợt bùng phát dịch nghiêm trọng, nguyên nhân có thể vì biến thể virus Nam Phi. Chính phủ Pháp, Đức đã có nhiều biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng. Theo đó, từ ngày 2 tháng 3, mọi phương tiện công cộng nối tỉnh Mosley với hai bang của Đức buộc phải ngừng lại. Những người di chuyển bằng ô tô cần có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 để đi qua cửa khẩu. Trong khi các trạm kiểm soát vẫn chưa được thiết lập, cảnh sát sẽ thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên. Trước đó, Đức đã siết chặt kiểm soát biên giới với Cộng hòa Séc và Áo để ngăn ngừa làn sóng dịch bệnh lan rộng tại châu Âu. Trong khi đó, Pháp ngần ngại ban hành lệnh tái phong tỏa toàn quốc để chống lại các biến thể mới. Tuy nhiên, giới chức đã yêu cầu chống dịch nghiêm ngặt hơn ở một số nơi như Dunkerque. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần kêu gọi duy trì mở cửa biên giới giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu, mâu thuẫn với quan điểm của Đức hồi năm ngoái. Đức đã rất nhanh chóng thực hiện kiểm soát nhập cảnh trong làn sóng bùng dịch đầu tiên. Thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được tiêm liều đầu tiên của vaccine Covaxin sản xuất nội địa. Hành động này của Thủ tướng Modi cũng đã đánh dấu bước chuyển mới trong chiến dịch tiêm chủng đại trà của Ấn Độ. Theo đó, giới chức sẽ mở rộng các nhóm được tiêm vaccine. Trước đó, từ giữa tháng 1, thì Ấn Độ ưu tiên tiêm phòng trước cho nhân viên y tế. Quy định mới của Ấn Độ đã bổ sung hai nhóm đối tượng sau được tiêm vaccine ngừa COVID-19, đó là người trên 60 tuổi hoặc người trên 45 tuổi có bệnh lý nền. Ấn Độ đứng thứ nhì thế giới về số trường hợp nhiễm COVID-19. Nước này đã tiêm phòng cho hơn 12 triệu nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Thủ tướng Modi đã ca ngợi nỗ lực tiêm phòng của đất nước qua một bài đăng trên Twitter. Đội ngũ nhà khoa học và y bác sĩ của chúng ta đã cho thấy nhiều kết quả ấn tượng trong thời gian ngắn trong cuộc chiến toàn cầu với đại dịch COVID-19. Ngày đầu tháng 3, Thủ tướng Modi nhận liều đầu
tiên của vaccine Covaxin do hãng dược Paras Biotech chế tạo. Hãng này cho biết sẽ sớm công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với gần 26.000 tình nguyện viên. Trước đó, nhà sản xuất và cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ khẳng định vaccine Covaxin an toàn và hiệu quả dựa trên những nghiên cứu ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa. Thái Lan từ Chủ nhật cũng đã bắt đầu triển khai tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên sử dụng vaccine của hãng dược Trung Quốc Sinovac. Trong sự kiện được tổ chức ngày 28 tháng 2 tại một bệnh viện truyền nhiễm ở ngoại ô thủ đô Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Chamvirakos cùng một số quan chức và nhân viên y tế là những người đầu tiên được tiêm vaccine CoronaVac của hãng dược Trung Quốc Sinovac. Phó Thủ tướng Anutin cho biết, tôi hy vọng rằng việc tiêm vaccine sẽ giúp mọi người an toàn trước sự lây lan của COVID-19 và cho phép Thái Lan trở lại trạng thái bình thường càng sớm càng tốt. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, 66 tuổi, cũng đã có mặt để tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, ông không tiêm do nằm ngoài độ tuổi phù hợp từ 18 đến 59 tuổi để được tiêm vaccine CoronaVac của Sinovac. Sau khi hoàn thành tiêm chủng cho nhóm ưu tiên, chiến dịch tiêm chủng đại trà ở Thái Lan với mục tiêu triển khai 10 triệu liều mỗi tháng sẽ bắt đầu vào tháng 6 với 61 triệu liều AstraZeneca do công ty địa phương Siam Bioscience sản xuất. Theo đài CCTV của Trung Quốc mới đây cho biết, các nhà nghiên cứu ở Campuchia và Thái Lan đã phát hiện hai loại virus ở loài rơi có liên quan mật thiết với virus SARS-CoV-2, chủng virus gây nên đại dịch toàn cầu COVID-19. Vesna Duong, Phó trưởng bộ phận phụ trách bệnh truyền nhiễm ở Viện Pasteur Campuchia cho biết, từ năm 2010, họ tìm thấy một loại virus corona trên loài dơi sống ở những cánh rừng phía đông bắc Campuchia. Ông Dương nói, khi so sánh loại virus nói trên với SARS-CoV-2, mức độ tương đồng lên tới 92,6%. Virus trên loài dơi ở Campuchia có thể là tổ tiên hoặc họ hàng với virus SARS-CoV-2 gây bệnh ở người. Tuy nhiên, chưa rõ mối liên hệ truyền nhiễm từ dơi sang người. Trong khi đó, chuyên gia Subhabom Wacharap Lushadi, phó giám đốc Trung tâm Y tế Bệnh truyền nhiễm của Hội chữ thập đỏ Thái Lan cho biết, bà đã nghiên cứu về loài dơi suốt hơn một thập kỷ. Chuyên gia này cho biết rằng, virus tìm thấy trên loài dơi móng ngựa ở Thái Lan tương đồng tới 91% với virus SARS-CoV-2. Hai loại virus này dường như có liên quan với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn virus nói trên ở loài dơi không thể lây nhiễm cho tế bào người. Đài CCTV của Trung Quốc cho rằng, đây là lần đầu tiên hai chủng virus có quan hệ gần với virus SARS-CoV-2 được tìm thấy bên ngoài Trung Quốc, cụ thể là ở những cánh rừng của Đông Nam Á. Trước đó, phái đoàn điều tra do Tổ chức Y tế Thế giới WHO dẫn đầu cho biết, không có bằng chứng khẳng định SARS-CoV-2 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. Nhiều tháng gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng nỗ lực đưa ra giả thiết rằng virus bắt nguồn từ một nơi khác và xâm nhập vào đất nước tỷ dân thông qua hàng hóa nhập khẩu. Mỹ và phương Tây kêu gọi cần tìm hiểu kỹ hơn, tỏ ra quan ngại về công tác điều tra của WHO ở Vũ Hán. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2021, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương, 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang. Cụ thể, các ca mắc như sau: 6 ca bệnh từ bệnh nhân 2.449 đến bệnh nhân 2.454 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là các F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 28 tháng 1. Ca bệnh 2.455 tại huyện Kinh Môn là F1 của bệnh nhân 2.248 đã được cách ly tập trung từ ngày 28 tháng 2. Ca bệnh 2.460 tại huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2.436 và bệnh nhân 2.437 đã được cách ly tập trung từ ngày 28 tháng 2. Hiện tất cả 8 bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3, Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2. Tại tỉnh Kiên Giang, 5 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm: bệnh nhân 2.456 là nữ, 34 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 2.457 là nữ, 33 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân 2.458, nam, 22 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bệnh nhân 2.459 là nam, 21 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Bệnh nhân 2.461 là nữ, 29 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thủy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 5 bệnh nhân trên nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vào ngày 25 đến ngày 26 tháng 2. Ngày 28 tháng 2 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày có thêm 16 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 1.892 ca. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 2.461 ca mắc COVID-19, trong đó 1.892 ca đã được chữa khỏi và 35 ca tử vong.
Chiều ngày 1 tháng 3, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo khẩn đề nghị những người đã đến 6 địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. 1. Chợ Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 và ngày 13 tháng 2 năm 2021, đặc biệt là những người đã đi đến mua xôi, hoa quả tại chợ. 2. Cửa hàng tạp hóa Nhà Bà Sao ở Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, gần chợ. Quầy hàng bán giày dép tại đoạn cổng chợ Kim Anh, thứ ba bên phải từ cổng chính đi vào. Quầy bán hoa tại nhà chị Nguyễn Thị Luyện, tại chợ xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành. Và quán Si Sao Ha Ha tại thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, ngày 8 tháng 2 năm 2021. 3. Quán Phương Xăm Thẩm Mỹ Phương Dung, địa chỉ tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, vào ngày 10 tháng 2 năm 2021. 4. Chùa Bằng Lai tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, vào khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2021. 5. Cửa hàng tạp hóa Nhà Tiền Thu, Thanh Trung và một quán gần hiệu thuốc Tiền Nguyên ở Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, vào ngày 10 và ngày 20 tháng 2 năm 2021. 6. Hiệu thuốc Hà Phương ở Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, ngày 23 tháng 2 năm 2021. Theo đó, những người đã đến những địa điểm trên trong thời gian theo thông báo cần khẩn trương liên hệ với đồng chí Đỗ Khắc Bằng, số điện thoại 0969 753 619 hoặc qua trực ban Công an huyện Kim Thành, số điện thoại 0220 3720 218 và cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Liên quan đến bệnh nhân 1696 tái dương tính ở Gia Lai, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này vừa cho biết bệnh nhân đã có kết quả âm tính sau 2 lần xét nghiệm. Theo đó, bệnh nhân 1696 ghi nhận dương tính trở lại sau khi cho xuất viện và theo dõi giám sát y tế tại nhà. Đến ngày 1 tháng 3, sau 2 lần xét nghiệm bệnh nhân đều cho kết quả âm tính. Bên cạnh đó, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này cũng đã cho kết quả âm tính. Hiện ngành chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa chặt chẽ nhà riêng của bệnh nhân 1696, cách ly tập trung đối với các F1 và xét nghiệm sau 7 ngày, cách ly tại nhà đối với các đối tượng F2 của bệnh nhân này. Một tin vui, thưa quý vị, tâm dịch ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được khống chế và dập tắt, thông tin được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết. Theo đó, các ca mắc mới ở thành phố Chí Linh đã giảm rõ rệt trong 12 ngày, chỉ ghi nhận 50 ca và các ca bệnh mới đều nằm trong diện cách ly tập trung và vùng phong tỏa. Trước đó, với tình hình dịch bệnh được khống chế và ghi nhận, nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, Bệnh viện Dã chiến số 1 tại thành phố Chí Linh đã được giải thể và Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh cũng đã hoạt động bình thường trở lại. Theo đó, sau khi chuyển sang trạng thái mới vừa phòng chống dịch COVID-19 mà vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, từ ngày 3 tháng 3 thì Hải Dương sẽ chỉ còn 4 địa phương thực hiện phòng chống dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng. Các địa phương còn lại gồm Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và thành phố Chí Linh cơ bản thực hiện theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất giao cấp huyện chủ động quyết định các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với mức độ phù hợp đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn. Hiện tình hình dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương được cơ bản khống chế. Tuy nhiên thì theo chuyên gia của Bộ Y tế, tỉnh Hải Dương dù đang trong trạng thái mới vẫn có thể sẽ xuất hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng bất cứ lúc nào. Do đó thì Hải Dương cần cảnh giác cao độ, chuẩn bị kịch bản chi tiết để chủ động ứng phó. Theo phân tích của chuyên gia y tế, dịch ở Hải Dương do virus SARS-CoV-2 biến thể kiểu Anh gây ra, các ổ dịch được phát hiện muộn ở những nơi phức tạp như khu công nghiệp, quán karaoke. Nhiều ca bệnh không có biểu hiện rõ ràng, nên dù đã khống chế cơ bản dịch bệnh, tỉnh Hải Dương vẫn phải hoàn thiện các kịch bản phòng chống dịch COVID-19 chi tiết để chủ động ứng phó với các phương án có sẵn. Đồng thời, tổ COVID-19 cộng đồng phải được duy trì vì đây là vũ khí hữu hiệu có thể giám sát di biến động của dịch. Hải Dương cần chú trọng công tác giám sát không để dịch bệnh xâm nhập vào bệnh viện, đặc biệt giám sát hàng ngày về tình hình dịch bệnh ở các địa phương, các ổ dịch cũ để phát hiện nhanh các ca nhiễm mới, dập dịch ngay từ đốm lửa nhỏ, không để lan thành ngọn lửa lớn. Còn tại Thái Bình, địa phương này cũng vừa dỡ bỏ 6 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, đồng thời cho học sinh đi học trở lại từ ngày hôm qua, ngày 1 tháng 3. Theo đó, các tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Tân Đệ, giáp ranh tỉnh Nam Định, cầu Nghìn, cầu Sông Hóa, thành phố Hải Dương, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, giáp ranh tỉnh Hưng Yên và cầu Thái Hà, giáp ranh tỉnh Hà Nam đã dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28 tháng 2. Hiện tỉnh Thái Bình hiện chỉ còn hoạt động chốt kiểm dịch liên ngành tại cầu Hiệp, giáp ranh tỉnh Hải Dương. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng có quyết định cho trẻ em khối mầm non và học sinh các cấp quay trở lại trường học vào ngày 1 tháng 3 vừa qua.
Quý vị thân mến, trong những ngày qua thì dư luận xôn xao về ca nghi nhiễm COVID-19 tại Bạc Liêu không rõ nguồn lây. Ngay sau khi có thông tin ca nghi nhiễm này thì cả tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng đều họp khẩn và tiến hành khoanh vùng điều tra dịch tễ. Tuy nhiên thì đến 21 giờ tối ngày 28 tháng 2, Bộ Y tế xác định ca nghi nhiễm này âm tính với COVID-19. Trước kết quả xét nghiệm này thì trong ngày 1 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp nghiêm túc rút kinh nghiệm về trường hợp này với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các sở ngành chức năng của tỉnh. Theo kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bạc Liêu gửi đến Viện Pasteur TP.HCM, cộng với các thông tin dịch tễ lâm sàng và xét nghiệm, Viện Pasteur TP.HCM xác nhận chưa có bằng chứng bệnh nhân này nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó, bệnh nhân nghi nhiễm được xác định là người đàn ông 49 tuổi, quê thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đến Bạc Liêu xin việc làm và được Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Sau khi có thông tin xét nghiệm bệnh nhân này âm tính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp nghiêm túc rút kinh nghiệm về trường hợp này. Cùng với đó, vào chiều ngày hôm qua, tỉnh Bạc Liêu cũng đã tổ chức họp báo để thông tin về trường hợp trên, khẳng định người đàn ông này không nhiễm COVID-19. Và Viện Pasteur sẽ hỗ trợ tỉnh rà soát lại quy trình xét nghiệm, đồng thời xem xét đánh giá nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động tích cực, hiệu quả bước đầu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, tỉnh cũng nêu rõ những mặt còn hạn chế, bất cập, vướng mắc trong một số đơn vị tại địa phương. Một thông tin cho người dân thủ đô khi tới thành phố Hồ Chí Minh đó là sẽ không còn nằm trong diện cần giám sát y tế. Đây là cập nhật mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC về phương án giám sát y tế, cách ly người đến từ những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Bởi sau 14 ngày, thành phố Hà Nội đã không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Trước đó, Hà Nội đã trải qua một đợt bùng phát dịch khá nghiêm trọng, chỉ lớn sau tâm dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn giám sát người đến từ hai tỉnh Hải Dương và Hải Phòng. Thành phố cũng đã trải qua 22 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được cắt đứt hoàn toàn. Chuyển sang một thông tin an ninh trật tự liên quan đến tình hình dịch bệnh. Trong khi các ban ngành tập trung cao độ quyết tâm phòng chống dịch thì lại có những trường hợp đăng tải những thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang bức xúc trong dư luận. Mới đây thì Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã xử lý hai vụ phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm lên mạng xã hội. Trước đó, Công an huyện Gia Lâm phát hiện NTH sinh năm 1984, ngụ Phù Đổng, Gia Lâm, là chủ tài khoản của Facebook NH, đã đăng tải nội dung Ninh Hiệp 149 người dương tính, mọi người cần bảo vệ ngay. Và phát hiện một trường hợp đó là NTS sinh năm 1990, ngụ Đình Xuyên, Gia Lâm, đăng tải nội dung trên Zalo. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến nghiêm trọng, đặc biệt là thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng đã có 7 người dương tính. Qua làm việc cơ quan công an, cả hai người đã thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật của mình. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp trên theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên đăng ký kênh để theo dõi quý vị nhé.